Ít phiền não, ít tư dục. Vạn Phật Thành ngày 24 tháng 6 năm 1983. Người tu đạo sợ nhất là có phiền não, cho nên nói rằng phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não là việc rất khẩn cấp, chuyện gì tới mà mình không sinh phiền não thì đó là có định lực. Không sinh phiền não tức là không có tư dục. Tư dục là gốc sinh phiền não, sinh ra đủ thứ ngu si và do đó sinh ra đủ thứ bệnh tật. Không phiền não chẳng phải là vì không ai làm phiền nên mình không có phiền não, mà là có người tới nhiễu loạn, phiền hà, trở ngại, đánh mắng chửi bới, nhưng mình không sinh phiền não, đó mới thật là có định lực vậy. Ha ha ha,